Ta là thần tiên trên đất liền duy nhất trên thế gian lấy thân người, nhưng lại bị kẻ trộm thiết kế ngủ say 100 năm. Khi tôi thức dậy, trước kia nồi đại hắc cầu đã thành yêu hoàng tinh linh, ngay cả thị nữ lưu lại bên cạnh cũng là nữ đế đương triều. Và khi những tên trộm đó phát hiện ra tôi, lại phái người lừa gạt thị nữ của ta đến một tòa thành, không chỉ chuẩn bị luyện hóa, còn muốn mượn cái này dụ dỗ ta xuất hiện linh cơ cực phẩm trận sát cửu tiêu sinh tử đồ hư, lấy cả một linh mạch làm mặt nạ, thật là một tay cầm lớn. Người nhỏ nhắn ngay cả hiện thân cùng chậm đối mặt một trận chiến cũng không có sao. Đại tuyết nữ đế của Nhiên thực lực mạnh mẽ, bổ nhiệm đế vân mạnh hơn nữa, cuối cùng vẫn không làm hết sức. Trong trận chiến này, các bạn, thiên địa linh khí đã bị cách ly, dây ki không bóng tích lũy. Cho dù người muốn dẫn thiên kiếp bay lên cũng không thể. Vị đại nhân kia bảo ta chờ ở đây, không ngờ người chờ đến lại là nữ hoàng bầu cử. Đúng vậy, nhờ trận pháp mà vị đại nhân kia không biết. Nếu không ta chờ đâu có tư cách kêu gào nữ đế. Chỉ cần nữ đế hôm nay xa rời vào đây, vị đại nhân kia sẽ cho ta cơ duyên chờ bay lên. Bất kể là ai cũng đừng có ngăn cản ta chờ độ kiếp bay lên. Hiện tại trong cơ thể linh lực đã không tới 50%. Nếu dỡ bỏ lệnh cấm, ngược lại có thể dẫn dắt thiên địa quy tắc phá cục. Nhưng như vậy cũng phải bay lên tiên giới. Thật vất vả mới có thể ở bên cạnh chủ nhân chia sẻ lo lắng cho hắn. Xem ra chỉ có cách cuối cùng thôi. Trận này che giấu thiên cơ, ngọc đấy vẫn là đừng phí công sức nữa. Sau khi quyết định, Liễu Thanh Hàm lập tức lấy ra một viên ngọc bội. Từ khi trời đất cách xa nhau, những người xung quanh Tôn Trường Sinh trao đổi huyết mạch với ngọc nhau. Ngọc bội một khi kích hoạt sẽ cảm ứng lẫn nhau. Chỉ thấy sau khi mai ngọc bị hóa thành si tơ, trong đó ẩn chứa huyết mạch lực cũng theo đó tiêu tan. Cái gì đây? Chính xác thì bạn đã làm gì? Theo hướng nguồn âm thanh, Liễu Kim Đầm trực tiếp đánh ra một thần thông. Trong nháy mắt, người giấu trong mắt chậm liền lấy thần hồn. Tiểu năm tiểu sáu vì chống thay đổi thuộc tính. Các bạn rời đây trước đã được chiếu những chiếc UMS-60 này. Các bạn mỗi người lấy xếp một cái. Ở đây không có tín hiệu. UMS-60 kết nối tín hiệu truyền vệ tinh. Không có tín hiệu cũng có thể gọi như vậy cũng không ít tiền sao? Không tốn tiền. Tôi nhận miễn phí ở góc dưới bên bạn trái. Bạn xem vận chuyển của tôi vẫn còn ở góc dưới bên trái. Ngoài 5.000 chiếc UMS-60, mẫu máy chính hãng hoàn toàn trước đây tôi không tin là lời phía sau thử một chút. Kết quả điện thoại này thật sự những người khác nhìn thấy cũng cùng nhau nhận. Bạn cũng đi thử xem. Tôi cũng nhận được không? Chỉ cần xem video này đều có thể nhấp vào liên kết ở góc dưới bên trái. Cho máy nâng cấp những thứ này không phải là dễ dàng vậy thì tôi cũng tệ. Chị ơi, sợ là gặp rắc rối rồi. Xem ra người phía sau vẫn chưa chết. Sư phụ yên tâm ở đây, đệ tử đi giúp chị gái. Sư phụ cũng đi xem rốt cuộc là con rùa nào không ngừng như vậy phàm nhân đi thôi. Chủ nhân, bạn không biết những năm này vết đen mặt trời nhớ bạn nhiều như thế nào. Núi Đà Nẵng là lúc này trong dãy núi vô danh, Liễu Thanh Hàm bộc phát linh khí sau khi giải quyết tuyệt cảnh. Linh khí còn lại trong cơ thể đã không đến 20%. Nhưng giờ phút này hắn lại không có nửa phần hoảng hốt, bởi vì huyết mạch của hắn một viên đã vỡ. Đừng nói những người khác, cho dù là chó đen nhìn nhau không vừa mắt cũng nhất định sẽ đến trước. Cho đến lúc đó, hắn chỉ cần giữ lại linh lực để tránh sự tấn công. Liễu Thanh Địa không còn nhiều cho linh khí trong cơ thể. Nhưng may là kinh nghiệm đấu pháp của hắn tốt hơn nhiều so với có Đường Tắc phong độ. Trong lúc nhất thời cuộc tấn hắn công không của thể đại đợi thêm nữa. Lão phu cảm giác có hai luồng khí tức khủng bố đang đến. Một không làm hai không ngừng, thổi bay cả rừng, đánh và giết nó. Mày điên rồi, nếu muốn dùng cả một rừng cây, tôi sợ rằng tất cả chúng ta sẽ bị phản công. Ngàn năm khó khôi phục, nhưng nếu lần này không có kết quả, vị đại nhân đó sẽ tha cho chúng ta sao? Nhưng chỉ cần giết nó, là vị đại nhân đó sẽ không từ chối, nhất định sẽ lấy ra vô số thiên tài địa bảo phòng ngủ chính chờ độ kiếp bay lên không được nhiều như vậy nữa và làm theo lời lão tử nói. Muộn nữa sợ là không kịp rồi. Nhìn thấy rất nhiều công kích đều không được Liễu Thanh Bàn trong bóng tối mấy vị độ kiếp tấn đại hoàn hảo cũng cuối cùng không đặc biệt là bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng hai luồng khí tức khủng bố đang nhanh chóng đến từ hướng đại sai. Rồi không còn do dự nữa, đẩy mạnh trận pháp, thậm chí vượt xa đường tắt, viện trợ lớn có thể chịu được. Chỉ thấy không ngừng linh khí bổ sung đến cửu tiêu. Trên đường sinh tử một thời gian trời đất đổi màu. Trong trận động đất, sấm sét, chín đạo kinh khủng tím lôi cùng với linh khí điên cuồng bổ sung. Sự chúc phúc của cả rừng, cái đó mạnh mẽ, tùy tiện rơi xuống một cái đều đủ để đánh giết một vị độ kiếp tấn đại nguyên mãn tu sĩ. Ánh sáng chói lọi khiến Liễu Thanh Hàn theo bản năng che lòng bàn tay trước mắt, buộc dẫn độ để tránh quy tắc trời đất. Ta tự phong tu sáu mấy vạn năm, chỉ để chờ chủ nhân thức dậy. Trong thế giới tu chân này, ta Liễu Thanh Hàn một mình cũng chống đỡ được 10 vạn năm rồi. Bây giờ mới đợi đến khi chủ thượng thức tỉnh. Thật sự muốn rời khỏi thế giới này sao? Chủ thượng Thanh Nhi còn không muốn rời đi. Lúc này nội tâm Liễu Thanh Hàm vô cùng đấu tranh, nếu là cứng cánh một đòn, hắn nhất định sẽ chết. Giờ phút này chỉ có giải trừ nguyên thần phong ấn mới có thể phá cục. Nhưng một khi niêm phong được dỡ bỏ, có nghĩa là hắn cũng sẽ bị thiên địa quy tắc cưỡng chế giả độ bay lên tiến lên. Hắn vẫn đang chờ, nhưng làm cho một thời gian thở chín tầng mây, tử lôi có thể đánh trúng hắn ngàn trượng, 50 trượng không thể đợi thêm nữa. Quân Nhi đừng sợ, tôi đang ở núi chính. Chỉ thấy một con kỳ lân ngọc mục giống như ngọn núi nhỏ lao về phía trận động đất lớn với tốc độ không gian không thể chịu. Mà cửu tiêu tử lôi kia cũng đang ở gần chỗ có Thanh Hàn đỉnh đầu cách đó 10 trượng. Bị cái kia mặc ngọc kỳ lân trực tiếp cho quét qua, chống lại, và ngọn đồi đó không thể dừng lại, phá vỡ trận pháp trong cơn thịnh nộ, lại đẩy ngang cửu tiêu tử lôi pháo vẫn bay về phía trước, như thiên thạch. Sau khi phá vỡ nhiều ngọn núi, cuối cùng cũng được khảm trên một sườn núi. Chủ nhân, lần sau chúng ta có thể đổi phương pháp khác không? Chân này của bạn suýt giết chết con chó của tôi. Khi trận chiến bị phá vỡ, mấy người vốn đã quá tải khống chế trận pháp lập tức bị đối phó rất lớn. Vũ khí ma thuật là vừa gì? Vừa rồi hình như còn nghe thấy kỳ lân nói chuyện. Thật kinh khủng.
Bây giờ không phải là lúc vướng mắc chuyện này không nhìn thấy đó sao? Đó là nhân gian kiếm tiên thượng quan xin hãy tu. Các vị đạo hữu hiện tại chỉ có thể đánh một trận đánh trong thời gian ngắn, không thể khôi phục quá nhiều linh khí. Cùng nhau giết chết thượng quan kiếm tiên này đi. Được rồi, cùng nhau đi.